bi lửa mẫu Chanel này còn có màu hồng nữa nha. Mình màu hồng dùng cho mấy bạn nào mà có cá tính thì hiền mà thích màu hồng ngọt ngào thì nên chọn màu hồng ha. Mặt rất là gọn người luôn, do là nó nền của nó là màu đen ha, cũng là kiểu cổ sơ mi cam mà. Và có tặng kèm cái dây nơ, các bạn có thể thắt nơ tạo kiểu nó làm tôn vẻ lịch sự của nó, và phối với chiếc váy ôm chiếc thun váy này mình sắp có bán ha, coi dạng cực kỳ luôn. Đợt trước là có giới thiệu rồi cho nên hôm nay không có nói nhiều về cái váy này nữa nha. Váy này là có 3 size XL, 2X và 3X ha. Giá không nhớ rõ là chính xác bao nhiêu mà nó không tới 200 nghìn đâu, 180, 190 nè. Váy rất là rẻ và mặc lên form cực đẹp luôn. Đó, có thể phối với áo sơ mi này mặc ống thùng nha, mình rất là lịch sự luôn ha. Phong cách lúc nãy là phối với quần tây thì nó ra dáng xếp, thì cái này mình mặc với váy ôm thì ra dáng kiểu mà thư ký nè, hoặc là trợ lý gì đó, nhìn rất là hay hay ha. Cái dây nơ này các bạn không thích thì các bạn có thể tháo ra. Dây nơ này nó chỉ nó tặng kèm cho mình để tạo kiểu thôi đó. Còn cái nút này không thích cài quá kính thì xả một nút ra cũng được ha. Xả form ra cho các bạn xem ha. Cái dáng áo của nó là dạng như dáng áo form dài đó. Khi mà các bạn không mặc cái kiểu mà quá lịch sự cài nút tắt nơ, các bạn có thể xả bớt một cái nút ra và mặc phối với quần sọt ha, phối với quần sọt làm dạng như áo lớp quần, mặc đi chơi nhìn cũng rất là thời trang nha. Chiếc vải là vải phi gỗ ha, họa tiết là Chanel, hoa logo đồ rất là sang luôn.